Số chị ấy cứ xả thân, hy sinh vì người thân, nhưng rồi cuối cùng là giúp họ trong cái lúc khó khăn, xong rồi họ giật hết. Họ coi như đó là một phần trách nhiệm của mình dành cho họ. Nhưng rồi ơn đâu không thấy, oán liền theo tay. Đúng rồi. Cứ cho vay mượn là mất hết. Số chị mặc định là như vậy. Bao nhiêu năm tích góp được tiền của, tằn tiện không dám tiêu, chả dám ăn. Rồi cho vay mượn đấy, bây giờ có lấy lại được không? Thầy ơi, thầy này, xin phép thầy, đừng phát trực tiếp em lên hình nhá. Ok, đồng ý. Dạ Đấy. vâng. Bây giờ nó giật rồi đấy, làm sao mà lấy được lại? Bây giờ bị khó quá thầy ạ, bởi vì là bây giờ nha, mình cũng cần quá mà mấy hôm nay là toàn nhắn tin là chửi giả thôi. Mà em gái mình không phải, mà em gái mình là một cô đồng thầy ạ. Không nghĩ là lại ăn ở như thế. Lúc khó khăn thì mình giúp đỡ thôi, con gái nó bảo là mẹ cho vay gì mà vay lắm thế, bảo thì nói thật với thầy lúc đấy thì cũng có tiền đi gửi, mà em nó vay ngân hàng là vay vay lãi của hiệu vàng đấy, 100 triệu là 4 triệu rưỡi tiền lãi một tháng, thì thương em quá mà cho em vay. Bây giờ nó giết móc, nó cũng chửi cho không ra một cái gì thầy ạ. Đấy, có phải là mất Thì tiền có lấy được rồi, không thầy? Thì có lấy được không thầy? mất tiền rồi còn về chịu cái tiếng ngu nữa, đúng Đúng rồi, giết ngu rồi nhiều lắm thầy ạ, đó? nghe Cái dại nhất trong cuộc đời con người là sao? Cho người thân vay mượn. Cho người thân vay mượn là cái thứ khốn nạn nhất. Bởi vì sao? Khi họ không trả thì kiện không kiện được, bởi vì chả có giấy tờ gì cả. đúng rồi. Mà có kiện đi chăng nữa thì hàng xóm rồi người này người kia họ nói cho, trong Đúng rồi nhà thì bắt đầu là lôi nhau, và tiếp theo đúng nữa chửi không chửi được, đánh không đánh được. đúng đúng rồi. Đấy, nó còn quay ngoắt quay lưng lại, nó bảo bây giờ tao không có đấy, bà làm gì tôi Vâng, đúng đấy. rồi, bọc sang đây mà đánh nhau. Đấy, giờ khổ chưa đấy. Cũng chẳng như thế nào, nó khổ như thế thầy ạ. Mất hết không lấy được lại, nó cố tình nó ăn giật chị rồi, bởi vì trong tay của chị nó có số mất tiền, có số mất Không nghĩ là tiền. đồng nó toán đi. Làm ra đồng tiền nó đã khó, đã vất vả, nhưng mà chi tiêu sử dụng làm sao cho nó đúng mục đích để tạo được lợi lạc lại càng khó hơn. Có phải là không cho vay cho mượn thì bây giờ nó, có khi nó vẫn còn chị em, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cho vay mượn xong vừa mất tiền, bị nó chửi mặt cho, bắt đầu nó không còn tình chị em gì nữa, coi như nhau như là kẻ thù. Đúng rồi. Dại lắm, dại ơi là dại. Quá vất vả, quá khổ. Bây giờ nó ăn chặn rồi, và nó cũng giật của rất biết bao nhiêu người, chứ không chỉ của riêng chị. Cũng rất nhiều người đòi nhưng mà không có trả. Nó cứ nói là nó không có trả, chứ không phải là nó không trả, nhưng mà không biết bao giờ mới trả. Đúng rồi ạ. Đấy, khổ thế đấy. Mấy trăm, dính mấy trăm rồi. Có gần 100 thôi thầy ạ. Với lại bà gì đấy bán đất là gửi cho, rồi bảo là cháu đi gửi cho dì 40 triệu ngân hàng, thì là dì không có gia đình ấy, thì đến lúc già yếu thì gì lấy gì tiêu, thế là đến lúc lại dấm dúi là nó cho em vay. Bây giờ mới giả được một nửa, còn một nửa vẫn lại vay ở hàng hiệu vàng. Khổ quá, quá khổ luôn. Rất may là có cái bà chị, là chị lúc nào cho vay là chị cũng đến tiền, cũng có mặt, là chị làm chứng giấy tờ thì không biết thầy ạ, bởi vì nghĩ là em ruột mình đi thì phải đến nỗi như vậy. Ruột thịt mà động đến tiền bạc, động đến quyền lợi của nhau thì cũng thua người dưng hết. Đấy. Người dưng thì lại dễ. Quá khổ đấy. Ôi, đây là một cái bài học rất lớn, rút kinh nghiệm. Vâng. Đấy, giờ chắc chắn là không lấy được nữa rồi nhé. Vâng.